Bên cạnh những MV ca nhạc thì AI trên thế giới cũng đang được áp dụng trong lĩnh vực điện ảnh nữa, và nó cũng đang phải đối mặt với những thách thức không nhỏ. Ví dụ gần đây nhất chính là bộ phim A Legend của diễn viên Thành Long. Đây được công bố là phần tiếp theo của bộ phim thần thoại nổi tiếng ra mắt vào năm 2005 của chính nam diễn viên này. Tức là khi đó thì Thành Long mới 51 tuổi thôi, còn bây giờ thì ông đã 70 tuổi rồi. Đoàn làm phim đã quyết định sẽ can thiệp công nghệ AI để biến Thành Long trẻ trung hơn, phù hợp với vai diễn này. Tuy nhiên, quyết định này đã không được đông đảo khán giả đón nhận, trái lại còn vấp phải nhiều tranh cãi nữa. Trong tác phẩm mới này thì Thành Long đóng vai một chuyên gia khảo cổ trong quá trình thám hiểm, nghiên cứu đã vô tình khám phá ra tiền kiếp của mình khi ông là một chiến binh trẻ tuổi ở thời cổ đại. Trong những phân cảnh đó thì đoàn làm phim đã dùng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để tái tạo diện mạo của diễn viên Thành Long ở tuổi 27. Những đoạn trẻ hóa có sự can thiệp của AI, biểu cảm của nhân vật do Thành Long thủ vai trông gượng gạo và đơ cứng. Ở một số khung cảnh gồng mình chiến đấu hay là đau đớn do bị thương, hình ảnh được tạo ra bởi AI khiến cho người xem bối rối, không biết nhân vật đang cười hay là đang khóc nữa. A Legend được đầu tư hơn 300 triệu nhân dân tệ và do đạo diễn Đường Quý Lễ chỉ đạo sản xuất. Do hiệu ứng truyền thông phim không được tốt nên phim chỉ chiếm 11,9% số suất chiếu. Theo dự đoán thì phim sẽ đạt doanh thu cuối cùng là khoảng 100 triệu nhân dân tệ và trở thành phim có doanh thu bết bát trong lịch sử phòng vé Trung Quốc.